ngày hôm qua chị rất là xúc động khi mà thấy Mỹ Anh ấy lấy cái đĩa Thiên Đường của bố ra để nghe lại. Em có nghe bài đó, hình như đó là một trong những kỷ niệm tình yêu của hai người. Bài hát đầu tiên mà chị hát nhạc của anh Quân. Có phải bài đấy không ạ? Hay một đúng bài rồi, khác? Trong cái đêm diễn đầu tiên gọi là ra mắt trình diễn của anh ở Hà Nội, ở tại Cung Thiếu Nhi ấy, thì chị có song ca với anh về đấy, hồi đấy hai đứa đang yêu nhau. Nào bây giờ nói một chút đi về chuyện tình cảm của hai anh chị. Ở đây nhân có ban nhạc này, có lẽ anh Bình là một trong những người gắn bó cũng rất là lâu. Anh có nhớ cái giai đoạn đó không ạ? Giai đoạn mà đôi trẻ này yêu nhau. Có chứ, anh là người chứng kiến đầu tiên. Vâng. Lúc đấy anh Quân đang còn cưa Mỹ Linh. Vâng. Tán có lâu không ạ? Có vẻ không lâu lắm. Vâng. Có vẻ là không lâu lắm bởi vì là đây cũng có thể được coi như là một cái cuộc tình mà xét đánh. Nên em xin phép ngừng đấy, em hỏi cái xác nhận cái từ xét đánh thì có ổn với cả câu chuyện này. Bọn mình từ lúc yêu nhau lấy nhau có 3 tháng thôi. Vâng. Để mà nhanh như thế thì chiêu thức của anh Quân là gì ạ? Anh Quân về thấy Mỹ Linh hát một cái là thích kinh khủng. Về việc ôi sao con bé này hát hay thế. Mà Mỹ Linh thì mới biết anh Quân qua cái đĩa Thiên Đường. Thì cũng cảm thấy một cái người nhạc sĩ như thế có tài năng và những này khác. Thế nên khi mà gặp anh Quân mọi thứ câu chuyện như này và họ có trao đổi qua lại với nhau về chuyên môn, thì Mỹ Linh lúc đấy là lập tức nhìn thấy rằng đây là không cho thằng này chạy, không cho thằng này chạy, không cho thằng này chạy. Nghe gì cái anh đấy? Nghe gì cái anh đấy và đến bây giờ họ hạnh phúc như thế đúng không? Thế thì em phải thấy rằng là câu chuyện là như nào đúng không? Linh là không hiểu là vào cuộc hẹn cuối tuần là sẽ bị anh em mình đưa đến đâu, em hiểu không? Lúc nào cũng có một gương mặt ngờ vực. Đâu, là ca sĩ tại Linh. Vì là này, trước khi chị đến là Kiên nó dặn chị là cảnh giác. Anh Kiên, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi cảnh là... Cảnh giác. Anh có nói gì đâu. À, anh Kiên khác, không phải anh Kiên này ạ. Không phải anh. Kiên kèn. Anh Kiên kèn. Bảo, từ khóa của ngày hôm nay là... cảnh giác. Không chị ơi, em thề là những cái thứ mà chị nên cảnh giác thì nó đã trôi qua rồi. Đấy. Đấy, nó bảo là nhất là lúc nào mà con mụ tạm nó thề là cực kỳ cảnh giác. Chị Linh, chị đã xem các chương trình số trước của mình rồi, em hiểu không? Em là em rất hâm mộ chị bài Thì Thầm Mùa Xuân. Dồi Kiên ơi, mày hay thật. Dặn chị 3 điều. 1, từ khóa là cảnh giác. 2 là khi con mù tạt nó thề là mày lại phải cảnh giác hơn. Và cái thứ 3 là khi mà nó bảo hâm mộ là mày đừng có tin. Bởi vì tao chưa thấy nó hâm mộ, không hâm mộ ai hết đi. Trời ơi, Kiên hay Kiên ơi. Quá, Kiên tuyệt. Là anh bị sơi, chính anh ấy. Vâng thì chúng em cũng xin rút kinh nghiệm là từ lần sau không mời khách mời nào liên quan đến anh Kiên nữa. Nhưng mà chót mời chị đến đây ngày hôm nay thì chị cho phép em được thì thầm được không ạ? À đấy. Còn bây giờ thì là ý chị là như thế nào? Chị có tham gia không? Vâng, bây giờ chị tham gia. Lên à, ok. Thưa chị Mỹ Linh và anh Quốc Khánh, mặc dù đây là phần chơi thì thầm với nhau nhưng em xin phép được công bố rất là to luật chơi như sau. Phần chơi này nó rất là đơn giản, chỉ là nhìn miệng đoán xem người đấy nói từ gì thôi ạ. Nhưng có một khó khăn là mình sẽ đeo tai phone vào, em sẽ bật nhạc rất là to. Vâng. Tạt tạt. Dạ. Cái cuộc thi này thì để làm gì? Mục đích. Chị ơi, trong cái bài giảng dạy online về thanh nhạc của chị, em phát hiện ra là hơi thở rất quan trọng rồi, nhưng khẩu hình cũng là một thứ quan trọng không kém. Từ nãy đến giờ chị chưa dạy, em đành phải làm cách này để xem là thông qua phần chơi này chị dạy chúng em về khẩu hình như thế nào. Quá tiếp tục, quá đúng. Okay. Ok, em chọn sẵn cho chị nhạc rồi. Bây giờ thì anh Khánh sẽ là người đeo tai phone trước, tôi sẽ thử âm nhạc ạ. To hết cỡ luôn ạ. Anh Khánh, ngày hôm nay anh cảm thấy thế nào khi ngồi trước chị Linh mà lại ngồi đối diện như thế này ạ? Chị đọc nhỏ thôi, không còn em nghe thấy đấy. À, không nghe thấy thật. Và 30 giây dành cho mệnh đề đầu tiên. Bắt đầu. Tính đông như to gương gặp lại. Chị có thể làm khó bằng chị khẩu không. Chị không. Long. Thoá. Kính. Hương. Hương. Tỏa hương. Thôi chua, chịu thua. Đáp án tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Nhưng mà chị nói với em là em không thể chị nói là tình nồng hương ngọc lan. Sao mà có thể đoán ra được cả chơi. Nếu mà tại sao cái trò chơi này vẫn tồn tại nhỉ? Chơi một là để okay. Làm gì? Đúng rồi, đúng để làm khó. Để là để khó. Đúng rồi, ok. Có để đi đá bóng đâu mà phải. Bây giờ đã đến dịp anh làm khó chị Linh. Chị bỏ tay. Không, okay. Nhẫn thì hôm nay của chị Linh to, chị mua cái nhẫn này ở đâu thế ạ? À, okay, không, chị không nghe cái gì rồi, anh bảo gợi ý. Ăn kỹ, no, lâu, cày sâu, tốt, lúa.
quá phè luôn. Sợ, quá đơn giản. Quá đơn giản. Chị nhìn thấy chữ là gì ạ? Lo lắng ạ? Thì là chị đoán là chữ no lâu. Ok. Thế chị đoán chỉ có ăn kỹ no lâu. Ok. Cày sâu tốt lúa. Cái mệnh đề cuối là câu nói chúng ta thường xuyên được nghe trong năm 2020 hoặc 2021. À. Bây giờ sẽ là mệnh đề cuối cùng mà chị Mỹ Linh dành cho anh Khánh. Âm nhạc bắt đầu. Chị nhường cho em thắng này. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Nhường cái gì nữa, nhường cái gì nữa. Lại. Ok, được rồi. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Thực ra là câu này khó. Nhưng mà chị đã bảo là chị đọc trẻ trang. Em không nhìn thấy khẩu hình của chị mà em nhìn thấy kiểu điêu điêu đấy, nó rất rồi, là một kiểu điêu điêu. Kiểu điêu điêu. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Đấy, chị đã bảo chị cho em thắng mà. Em gợi ý luôn, tất nhiên là câu này là câu trendy của mùa năm nay. Và câu này thậm chí là có một chút cả ngoại ngữ nữa. Thì em nói với chị là nếu mà chị đoán được câu này thì em theo học cái khóa 21 ngày đầy đủ và báo cáo giao ban cho chị luôn. Ok, bật nhạc lên. Đã. Âm nhạc bắt đầu. Mình cứ enjoy cái moment này. Chịu. Cố lên chị ơi, vẫn còn khoảng mình 20 giây. Cứ enjoy cái moment này. Liên tục. À. Rồi, quá có cả. Ôi chị đã đặt tai nghe xuống. Tự tin không chị? Tự tin về đáp án không ạ? Mình cứ enjoy cái moment này. Wow.